Vạch trần chiêu đánh cắp chất xám của Trung Quốc, các doanh nghiệp lo sợ tháo chạy sang Việt Nam. Thưa quý vị, nói dối, ăn cắp, đổi trác, bất cứ điều gì cần thiết để có được công nghệ đó, Trung Quốc đã chứng tỏ họ sẵn sàng làm thế. Từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn vượt qua mọi quốc gia khác trong lĩnh vực sản xuất toàn cầu khi thu hút được sự đầu tư của hàng loạt các công ty đa quốc gia. Tuy nhiên, chi phí lao động tăng cao và áp lực từ chính phủ Trung Quốc trong việc chuyển giao công nghệ cho các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc khiến các công ty phải tìm phương án thay thế. Được mệnh danh là công xưởng sản xuất thế giới, Trung Quốc bất chấp tất cả để vươn mình thành một cường quốc đứng thứ hai thế giới. Sản lượng tăng gấp 30 lần kể từ năm 1990 đến năm 2023. Vào đầu những năm 1980-1990, những doanh nghiệp lớn như Nike, Apple đã có mặt tại Trung Quốc và tiếp theo đó, năm 2008, các cơ sở sản xuất điện thoại thông minh của Samsung nằm rải rác khắp Trung Quốc đại lục. Nhưng chỉ 15 năm sau, những nhà máy này gần như đã biến mất hoàn toàn trên đất nước Trung Quốc. Ngay cả Apple, Nike và hàng loạt ông lớn khác cũng đua nhau chạy khỏi Trung Quốc. Và một trong những điểm đến của họ chính là Việt Nam của chúng ta. Câu hỏi đặt ra ở đây, vì sao Trung Quốc lôi kéo được các doanh nghiệp lớn vào trong nước của họ gần 50 năm qua để phát triển vươn mình trỗi dậy? Và Trung Quốc đã được những gì khi các công ty lớn này vào mà như Tổng thống Donald Trump đã phải cáo buộc rằng Trung Quốc là quốc gia đứng hàng đầu trong việc ăn cắp tài sản trí tuệ? Vậy Trung Quốc đã dùng những mưu mô gì để dụ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới vào quốc gia của họ? Nhưng kết quả đúng như câu thành ngữ của Việt Nam ta, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chính vì vậy, hiện nay các nhà đầu tư lớn của thế giới tháo chạy khỏi thị trường Trung Quốc và chuyển hướng sang Việt Nam. Vậy vì sao các nhà đầu tư lớn không còn hứng thú với Trung Quốc, tháo chạy khỏi Trung Quốc và rời sang Việt Nam? Có phải là họ đã nhìn thấy rõ bản chất mưu mô của Trung Quốc? Vâng, tất cả những câu hỏi này chúng ta hãy cùng phân tích trong video ngày hôm nay quý vị nhé. Trước tiên, chúng ta quay về lịch sử phát triển kinh tế của Trung Quốc. Vào tháng 12 năm 1978, Trung Quốc diễn ra Hội nghị Trung ương. Sự kiện này được đánh giá là đã làm thay đổi lịch sử Trung Quốc khi mở ra thời kỳ cải cách và mở cửa dọn đường cho sự phát triển thịnh vượng hiện nay của quốc gia đông dân nhất thế giới. Người đặt dấu ấn cho thời kỳ này của Trung Quốc chính là Đặng Tiểu Bình. Ông ta nổi tiếng với những câu nói như "Gió đá qua sông" hay "Giấu mình chờ thời", định hướng cho cả một giai đoạn Trung Quốc âm thầm phát triển và hội tụ sức mạnh để trỗi dậy. Ông Đặng được xem như là kiến trúc sư công cuộc cải cách, xây dựng một nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc. Chính sách của Đặng Tiểu Bình chú trọng đặc biệt tới khía cạnh mở cửa, cụ thể là nhắm tới các nước phương Tây. Cuối năm 1978, nhà sản xuất máy bay Boeing công bố bán nhiều phi cơ 747 cho các hãng hàng không Trung Quốc. Đồng thời, hãng Coca-Cola thu hút chú ý của dư luận khi có ý định mở một nhà máy sản xuất ở Thượng Hải. Đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy việc mở cửa khởi động rất mau lẹ. Đầu năm 1979, ông Đặng có chuyến thăm chính thức tới Mỹ, gặp gỡ Tổng thống Mỹ khi đó là Jimmy Carter tại Washington. Trong hành trình, Đặng đến thăm trung tâm không gian Johnson cũng như trụ sở của Coca-Cola và Boeing. Với hành động này, Đặng Tiểu Bình khẳng định rõ ràng ưu tiên chính phủ Trung Quốc là phát triển công nghệ và kinh tế. Trung Quốc tháng 4 năm 1980 trở thành thành viên Quỹ Tiền tệ Thế giới. Một tháng sau, tiếp tục tham gia vào Ngân hàng Thế giới. Chính sách cải cách của Đặng chú trọng tư nhân hóa hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp, đồng thời đón nhận mọi nguồn đầu tư từ nước ngoài. Điều này đã làm nên thay đổi căn bản trong nền kinh tế của Trung Quốc. Tính tới lúc bấy giờ, tư duy của Đặng là không chịu đau thì không thành công. Khi cải cách mở cửa đã khiến cho sinh viên ồ ạt đi du học nước ngoài, có nhiều người trong ban lãnh đạo Trung Quốc lúc bấy giờ đã phản đối vì cho rằng cho đi như vậy sẽ bị mất hết chất xám vì những người ra đi sẽ không trở về. Ông Đặng Tiểu Bình lúc bấy giờ nói rằng người Trung Quốc đi đâu thì vẫn sẽ là người Trung Quốc và chỉ cần một phần nhỏ quay về đã là lãi to rồi. Điều này đúng là không sai. Như đã nói ở trên, tỷ lệ quay về năm 2007 là 30% và năm 2018 đã là 78%. Chưa kể chính những người này
sẽ thực hiện giấc mơ hiện đại nước Trung Quốc của ông Đặng Tiểu Bình. Tầm nhìn xa như vậy của ông Đặng quả là hiếm có và đáng để thế giới học tập. Kể từ thập niên năm 1980, khi mà các chính phủ của các nước Âu Mỹ mở cửa đón nhận sinh viên Trung Quốc du học, giờ đây đã có hàng triệu người trong số họ thành các nhà khoa học giỏi, chuyên gia đầu ngành và các kỹ sư làm việc không chỉ trong các trường đại học, viện nghiên cứu mà còn cả công ty công nghệ cao. Các kỹ sư và các nhà khoa học gốc Trung Quốc đã trở thành một lực lượng quan trọng, nếu không muốn nói là lực lượng chính ở nhiều phòng thí nghiệm, trong các trung tâm nghiên cứu của các công ty kỹ thuật và công nghệ cao. Với câu nói của Đặng Tiểu Bình, mèo đen mèo trắng không quan trọng, miễn là bắt được chuột. Nó trở thành triết lý áp dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và đặc biệt là kinh doanh ở đất nước khi đó có nền kinh tế ở mức độ thấp kém này. Hiện nay, khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017, ông Tập hồ hởi thông báo Trung Quốc đã vươn mình trở nên giàu có và hùng mạnh. Ông cũng nói thêm rằng mục đích tối thượng của Trung Quốc là trở thành lãnh đạo toàn cầu dựa trên sự kết hợp giữa sức mạnh quốc gia và ảnh hưởng quốc tế. Và không cần ẩn mình chờ thời như Đặng Tiểu Bình nữa. Trong khoảng thời gian ông đương nhiệm, Trung Quốc đã phát triển kinh tế tăng vọt đáng kể khi vươn lên thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Thế nhưng, thói ăn cắp chất xám có vẻ như là truyền thống của Trung Quốc, khi mà gần đây các công ty nước ngoài tỏ ra quan ngại về sự vươn lên về kinh tế của Trung Quốc. Đặc biệt, hầu như tất cả mọi người đều tỏ ra khó chịu về những quy định mà họ cho là trò chơi bẩn, như ép bắt các công ty nước ngoài phải chuyển giao công nghệ cho các công ty đối tác thì mới cho vào làm ăn ở Trung Quốc, hay có các chương trình thu hút chất xám như ngàn tài năng của Trung Quốc đang xảy ra trên chính Trung Quốc và ngay cả trên nước Mỹ cũng như các nước Tây Âu. Bằng cách trả lương hậu hĩnh hơn các công ty của nước ngoài cho những nhà khoa học nước ngoài để sở hữu sản phẩm trí tuệ, chương trình ngàn tài năng này vài năm trở lại đây đã được ví như một cơn bão lan tràn khắp Trung Quốc. Ban đầu, chương trình do nhà nước Trung Quốc quản lý. Ngày nay, chương trình này đã được chuyển giao cho các cấp chính quyền địa phương, nhưng ở mức độ còn cao hơn trước rất nhiều. Chẳng hạn như đầu tháng 3 năm 2018, chính quyền thành phố Bắc Kinh ban hành hai chính sách đặc biệt nhằm thu hút và quản lý chương trình này, trong đó nhấn mạnh đến việc tạo điều kiện hơn nữa về nhà ở, trường học cho con cái, giúp tìm công việc cho vợ chồng của các nhà khoa học nước ngoài, cũng như cấp thẻ xanh nhanh chóng từ lúc nộp đơn cho đến khi cấp thẻ chỉ trong vòng là 50 ngày. Chương trình này được thiết kế gắn liền với chiến lược phát triển quốc gia của Trung Quốc, nhắm đến mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành quốc gia hàng đầu về khoa học và công nghệ vào năm 2050. Các thủ đoạn tinh vi vừa thô bạo của Trung Quốc với công ty công nghệ cao của nước ngoài. Ai cũng biết rằng mục đích cuối cùng của công ty này, dù công nghệ thấp hay cao, vẫn là lợi nhuận. Với các công ty nhỏ thì lợi nhuận là nguồn sống và phát triển duy nhất. Với các công ty lớn có niêm yết trên thị trường chứng khoán thì áp lực của các cổ đông, các nhà đầu tư còn cao hơn nhiều. Nhiều lãnh đạo của các công ty coi giá trị cổ phiếu tăng hay giảm từng quý là thước đo sự thành công của họ. Thông thường, nếu cổ phiếu của công ty giảm trong khoảng 4-5 quý liên tục thì các vị trí lãnh đạo này có thể bị mất chức. Chính vì áp lực lớn như vậy, nhiều công ty nhắm vào làm ăn với Trung Quốc bởi thị trường khổng lồ, sức mua đang không ngừng tăng cao của giới trung lưu. Những năm gần đây, với mức lợi nhuận cao thu được từ Trung Quốc, các nhà quản lý công ty sẵn sàng chấp nhận nhiều áp đặt của Trung Quốc, miễn sao vào được thị trường Trung Quốc. Chính vì những điều này, Trung Quốc đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư từ nước ngoài, nhưng nó cũng gây nên tình hình Mỹ-Trung ngày một căng thẳng. Mỹ tố Trung Quốc ăn cắp chất xám và đưa ra các chương trình Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nhằm giảm sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực này. Điều này đã tạo nên những áp lực cho công ty nước ngoài đang ở thị trường Trung Quốc phải chịu nhiều tác động xấu từ cuộc chiến thương mại này. Nhưng Trung Quốc vẫn đứng thứ hai chỉ sau Mỹ và trở thành công xưởng lớn nhất thế giới. Vậy câu hỏi đặt ra là, chiêu trò của Trung Quốc thu hút đầu tư là gì? Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới và trở thành nền kinh tế mạnh như ngày nay. Điều đầu tiên đó là, đến với Trung Quốc, các nhà sản xuất sẽ được tiếp cận với không chỉ một công xưởng, mà đó là cả một hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái này, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn đến gia công thì đều có đầy đủ các loại dịch vụ, các chuỗi cung ứng linh kiện vừa đầy đủ và lại chuyên nghiệp. Ví dụ như quý vị có tiền
muốn thiết kế một mẫu điện thoại cho mình, chỉ cần đến đó và tìm một nhà thiết kế. Nhà thiết kế này thiết kế điện thoại cho quý vị. Sau đó, ngay cạnh nhà thiết kế sẽ có người bắn pin và màn hình sạc chip, v.v. Bạn chỉ cần mang máy về và dán nhãn mình thích. Không những thế, quy mô của hệ sinh thái này cực kỳ lớn. Nghĩa là quý vị muốn gia công 10 cái điện thoại cũng được, mà gia công cả tỷ cái, người ta cũng đáp ứng ngay cho quý vị. So với việc khi sản xuất một chiếc điện thoại, phải sang nước này mua màn hình, sang nước khác để lắp pin, vừa mất công, vừa mất chi phí đi lại. Vậy nên, ta đã thấy Trung Quốc hấp dẫn như thế nào? Hệ sinh thái này Trung Quốc đã xây dựng trong gần 30 năm qua, và bây giờ thì nó là hệ sinh thái cung ứng số 1 thế giới. Rất nhiều doanh nghiệp đã bị phụ thuộc vào nó đến mức dù ghét Trung Quốc nhưng rời đi cũng không rời được, chứ không muốn nói là chia tay Trung Quốc thì đồng nghĩa với sự tự sát. Yếu tố thứ hai đó là các quy định của Trung Quốc lỏng lẻo hơn, đặc biệt là so với các nước phát triển ở phương Tây. Các quy định này bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, từ bảo đảm an toàn kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng, an toàn về lao động, các quyền lợi cho công nhân, các quy tắc bảo vệ môi trường và rất nhiều khác nữa. Chính vì luật đơn giản, thủ tục hành chính nhanh gọn, các doanh nghiệp dễ dàng đăng ký và hoạt động ở Trung Quốc không phải đợi chờ thời gian dài để được cấp phép một điều kiện rất nhỏ nào đó. Thứ ba là yếu tố lực lượng lao động của Trung Quốc vô cùng dồi dào mà giá lại còn rất rẻ với dân số gần 1 tỷ tư người. Trong đó độ tuổi lao động cao, người dân ở vùng nông thôn nghèo lại nhiều. Trung Quốc đã sở hữu một tập đoàn lao động có thể nói là độc nhất thế giới. Nguồn lao động đã dồi dào, rẻ và đồng thời họ rất thông minh. Cách đây 20 năm, họ chỉ gia công và copy công nghệ của người ta, thì giờ họ đã có thể tự sản xuất, thậm chí có nhiều phát minh đi trước cả nhân loại, mà sản phẩm của họ vẫn cứ tốt, giá lại rẻ như dòng điện thoại Xiaomi là một ví dụ. Trung Quốc không tuân thủ, hoặc ít nhất là không nghiêm ngặt như các luật lao động liên quan đến trẻ em, hoặc lương tối thiểu vốn được quan sát rộng rãi hơn ở phương Tây. Mặc dù chính quyền của Trung Quốc cũng đang có động thái cải thiện vấn đề này, nhưng dù sao vẫn đang còn rất dễ dãi. Kể từ tháng 1 năm 2021, lương tối thiểu của Thượng Hải là 2.480 nhân dân tệ, tương đương với 355 đô la Mỹ mỗi tháng. Còn tại Thâm Quyến, mức lương tối thiểu là 2.200 nhân dân tệ mỗi tháng. Với nguồn lao động khổng lồ, Trung Quốc sẵn sàng sản xuất hàng loạt, đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của các doanh nghiệp và thậm chí là phục vụ cho nhu cầu tăng đột biến. Thứ tư, đó là thuế của Trung Quốc nhìn chung là thấp. Chính sách hoàn thuế xuất khẩu được thực hiện vào năm 1985 đã thúc đẩy tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu sẽ được miễn thuế VAT. Ngoài ra, các sản phẩm tiêu dùng tới Trung Quốc cũng được miễn thuế nhập khẩu. Mức thuế thấp hơn này giúp chi phí sản xuất ở mức thấp, giúp nước này thu hút các nhà đầu tư và các công ty nước ngoài. Thứ năm, Trung Quốc đã bị cáo buộc phá giá đồng nhân dân tệ. Điều này giúp hàng hóa xuất khẩu ở Trung Quốc rẻ hơn. Khi bán sang Mỹ hoặc các nước dùng chung đồng đô la Mỹ, nhân dân tệ được ước tính đã định giá thấp hơn so với đồng đô la vào cuối năm 2005. Và vào năm 2017, nhân dân tệ đã tăng lên 8% so với đồng đô la Mỹ. Để trừng phạt Trung Quốc, vào tháng 7 năm 2017, Mỹ đã công bố mức thuế dành riêng cho 818 sản phẩm đến từ Trung Quốc, trị giá là 34 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên áp thuế trong nhiều đợt áp thuế của Mỹ, với mục tiêu 550 tỷ đô la Mỹ thuế quan của Mỹ lên Trung Quốc, và Trung Quốc cũng đáp trả bằng 185 tỷ đô la Mỹ thuế quan hàng hóa của Mỹ vào nước này. Thứ 6, sức cạnh tranh cao tại Trung Quốc. Cùng một ngành nghề hay lĩnh vực sản xuất có khá nhiều doanh nghiệp cùng cạnh tranh với nhau. Thế nên, để có thể duy trì khả năng cạnh tranh, dường như các doanh nghiệp này luôn phải gồng mình gánh chịu gánh nặng tăng giá hàng hóa, vật tư đầu vào mà không gánh qua cho người tiêu dùng. Như ở Việt Nam, nếu hàng hóa chiến lược đầu vào như xăng tăng lên thì sẽ kéo theo sự tăng giá của rất nhiều mặt hàng khác. Nhưng đối với Trung Quốc thì không. Đây cũng chính là phương châm của các công xưởng tại Trung Quốc mà không phải quốc gia nào cũng làm được. Chính vì thế, nó cũng là một trong những mấu chốt khiến Trung Quốc trở thành công xưởng lớn của thế giới. Tóm lại, Trung Quốc có lao động giá rẻ và lực lượng lao động đông khủng khiếp, luật lại dễ dãi, chuỗi cung ứng chuyên nghiệp và hoàn hảo. Thuế được ưu đãi và trị giá đồng tiền bị áp thấp đã giúp Trung Quốc thu hút được cả thế giới vào đầu tư, tạo thành công xưởng của thế giới. Vậy câu hỏi đặt ra là, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư được lợi như vậy, tại sao họ lại đang bỏ chạy khỏi Trung Quốc? Họ sợ điều gì?
sau những yếu tố từng được xem là lợi thế của Trung Quốc, nay đã không còn là sức mạnh nữa. Trung Quốc giống như bãi thủy triều, rút xuống gần trơ trọi khi mà cơn sóng thủy triều của những thương trường quốc tế đang từ từ rút cạn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với Samsung. Nhà máy này nằm tại Huệ Châu, Trung Quốc, mở cửa vào tháng 8 năm 1992. Đến tháng 10 năm 2019, hàng điện tử khổng lồ Samsung của Hàn Quốc đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng tại Trung Quốc sau gần 30 năm hoạt động tại đây. Nhà máy này sản xuất những sản phẩm tiêu dùng đời mới nổi tiếng nhất của Samsung, từ radio năm 1990, máy chơi nhạc ở những năm 2000 cho tới smartphone những năm 2007. Năm 2017, nhà máy tại Huệ Châu của Samsung sản xuất lên tới 62,57 triệu chiếc điện thoại, mang về cho thành phố này 15 tỷ đô, chiếm khoảng 31% tổng kim ngạch xuất khẩu và đưa Huệ Châu vào top 10 địa phương xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc. Sự ra đi của Samsung đã gây xáo trộn lớn tại thành phố sầm uất này, bởi vì không có nhà máy mới nào được mở ra để thay thế Samsung. Ít nhất 60% cơ sở kinh doanh quanh khu tổ hợp này đã đóng cửa vì không còn công nhân lui tới. Và Apple chính là cái tên lớn tiếp theo đang chuẩn bị nối gót Samsung ngay sau đó. Khi mà dịch Covid bùng phát tại quốc gia tỷ dân này, như chúng ta đã biết thì Trung Quốc có chính sách Covid rất nghiêm ngặt. Chính điều này đã dẫn đến gián đoạn hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng linh kiện. Vào cuối năm 2022 thì Apple càng có động lực rời đi mạnh mẽ hơn khi mà các cuộc biểu tình bạo lực làm rung chuyển nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất của công ty tại Quảng Châu. Lý do là các công nhân nghe tin họ không được nhận các khoản tiền thưởng sau Covid. Theo báo chí, có khoảng 90% các nhà cung cấp quan trọng nhất của Apple đang lên kế hoạch di chuyển đến các quốc gia khác. Một công ty cung cấp linh kiện đang đầu tư thêm 280 triệu đô và một nhà máy mới ở Việt Nam. Ngoài ra, họ cũng cân nhắc thêm việc mở rộng sản xuất tại Ấn Độ. Samsung hay Apple chỉ là những cái tên nổi bật nhất. Ngoài ra, còn rất nhiều ông lớn nữa quyết định rời quốc gia tỷ dân này. Vậy rốt cuộc nguyên nhân cho toàn bộ chuyện này là gì? Nguyên nhân đầu tiên chúng ta phải kể đến sự ảnh hưởng quá lớn từ cuộc chiến thương mại của hai ông lớn, đó là Mỹ và Trung Quốc. Cuộc chiến này được khởi đầu vào ngày 22 tháng 3 năm 2018. Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump tuyên bố đánh thuế 25% lên 50 tỷ đô hàng hóa của Trung Quốc xuất khẩu. Ăn miếng trả miếng, Trung Quốc cũng dọa là sẽ áp dụng mức thuế tương tự với hàng hóa của Mỹ. Hai bên dọa dẫm và liên tiếp ra đòn hiểm với nhau. Sau 2 năm căng thẳng thì có thể nói lãnh đạo hai nước đã tạm thời hạ hỏa. Song hậu quả của nó để lại là vô cùng lớn. Trung Quốc bị cho là đã thiệt hại nhiều hơn Mỹ trong cuộc đối đầu này. Lý do là vì thương mại quốc tế quan trọng với Trung Quốc hơn xuất khẩu hàng hóa. Từ Mỹ sang Trung Quốc chỉ chiếm chưa đầy 1% GDP và 8% tổng xuất khẩu của Mỹ. Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ chiếm đến 4% GDP và đến 20% xuất khẩu của quốc gia này. Nói tóm lại là nếu như các doanh nghiệp vẫn tiếp tục ở lại Trung Quốc thì hàng hóa Make in China của họ khi mà xuất sang Mỹ và các nước đồng minh sẽ gặp phải rất nhiều bất lợi. Theo một khảo sát, khoảng 90% doanh nghiệp cho rằng tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc rất có khả năng là sẽ mở rộng trong năm nay, với 64% doanh nghiệp cho rằng tác động của cuộc chiến này với hoạt động kinh doanh sẽ kéo dài hơn 2 năm. Cuộc chiến này còn căng thẳng tới nỗi chính các công ty của Trung Quốc cũng đang tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc để tìm cho mình một con đường rộng mở với trời Tây. Điển hình có thể kể đến công ty thương mại trực tuyến của Trung Quốc. Thứ hai là phải kể đến đại dịch Covid-19. Sự bùng phát của đại dịch Covid đã thúc đẩy mạnh mẽ việc doanh nghiệp phát triển trên toàn cầu, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Sự bùng phát của đại dịch này và các biện pháp phong tỏa để phòng chống sự lây lan của bệnh dịch đã khiến các nhà máy tại nhiều nơi ngừng hoạt động. Nhiều doanh nghiệp không thể bổ sung hàng tồn trữ, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy trên quy mô toàn cầu. Sự đổ vỡ của chuỗi cung ứng toàn cầu được dự báo sẽ thúc đẩy nhiều doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung từ Trung Quốc sang các quốc gia lân cận như Việt Nam, Malaysia và Philippines, cũng như nâng cao tỷ lệ nội địa hóa chuỗi cung ứng của họ để giảm thiểu rủi ro. Thứ ba là các công ty nội địa đang dần chiếm thị phần. Có rất nhiều thứ đang được sáng tạo ở Trung Quốc thay vì copy giống như xưa. Dân số đông khiến Trung Quốc trở thành miếng bánh ngon và bất kỳ thương hiệu nào cũng mơ ước. Song thời gian trôi, vật đổi sao rời. Hãy cùng quay lại với những trường hợp của Samsung. Họ đã từng chiếm tới 20% thị trường điện thoại thông minh tại xứ Trung.
từ năm 2013 đến năm 2014, nhưng tới năm 2021, họ chỉ còn chiếm chưa đến 1% thị phần. Huawei, Oppo, Vivo của Trung Quốc đã tăng trưởng khá nhanh, khiến cho Samsung bị lép vế tại sân khách, nhất là còn phải kể đến khả năng copy-paste của các pháp sư Trung Quốc đã đạt đến đỉnh cao. Riêng đối với trường hợp của Apple, thì dịch Covid chính là điều thức tỉnh của nhà táo này. Về việc bỏ trứng vào một giỏ sẽ có rủi ro như thế nào? Tháng 11 năm 2012 là thời gian tồi tệ nhất với Apple khi mà doanh số iPhone sụt giảm do những gián đoạn trong chuỗi cung ứng trước đó đã ngấm đòn. Các lô hàng iPhone trong tháng đó giảm đến 58% so với cùng kỳ năm trước. Các công ty cũng không thoải mái về việc thúc đẩy tự lực quốc gia của Bắc Kinh. Chính phủ Trung Quốc thúc ép các nhà sản xuất, bệnh viện và những người khác sử dụng. Các nhà cung cấp của Trung Quốc, ngay cả khi điều đó làm tăng chi phí của họ. Các công ty nước ngoài lo lắng rằng họ có thể bị loại khỏi thị trường này. Thứ tư là yếu tố chi phí lao động rẻ xưa kia của Trung Quốc, giờ đây lại là tác nhân đẩy các công ty rời đi. Trong quá trình phát triển, gần 150 triệu người đã thoát nghèo và gia nhập tầng lớp trung lưu của Trung Quốc. Chi phí lao động tại đây đang tăng lên, đặc biệt là ở các thành phố lớn ven biển. Chỉ tính riêng chi phí lao động đã tăng lên 7% mỗi năm trong 5 năm qua và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Một nghiên cứu cho thấy tiền lương ở Trung Quốc hiện nay gần tương đương với tiền lương của một quốc gia tại châu Âu. Chưa kể giới trẻ Trung Quốc không còn mặn mà với việc làm công nhân ở nhà máy nữa. Đó là kết quả của sự mở rộng giáo dục đại học. Số lượng sinh viên tốt nghiệp tăng lên rất nhiều và họ không muốn thanh xuân phải vùi đầu trong những dây chuyền sản xuất. Thứ năm, đó là chiến dịch hất cẳng Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ. Mới đây, Bộ trưởng Kinh tế Mỹ đã có chuyến thăm Việt Nam, mục đích nhằm xây dựng chuỗi cung ứng mới thay thế Trung Quốc. Mỹ và nhiều quốc gia đang nỗ lực tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với những loạt hàng hóa chiến lược. Trong đó có chuỗi cung ứng công nghệ đối đầu với Trung Quốc của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump diễn ra trên mọi mặt. Trong đó, Washington không ngừng gây sức ép lên chiến dịch loại bỏ Trung Quốc và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã xây dựng chiến lược toàn diện trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc, từ việc cắt đứt nguồn cung đối với các công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc đến việc ngăn chặn các thỏa thuận mua bán dây cáp viễn thông ngầm dưới biển. Chính quyền Trump đã đẩy mạnh việc rà soát, liệt các công ty Trung Quốc vào danh sách đen. Danh sách này của Mỹ bao gồm các cá nhân, công ty và tổ chức bị nghi ngờ có khả năng gây hại tới an ninh quốc gia Mỹ. Thứ 6, luật chống gián điệp mở rộng, các công ty nước ngoài đang chuyển các khoản đầu tư và các trụ sở chính ở châu Á của họ ra khỏi Trung Quốc khi niềm tin sụt giảm. Sau khi luật chống gián điệp được mở rộng và các thách thức khác, các công ty không yên tâm về các biện pháp kiểm soát an ninh, sự bảo vệ của chính phủ đối với các đối thủ Trung Quốc và thiếu hành động đối với các lời hứa cải cách. Họ cũng đang bị siết chặt bởi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại và chi phí gia tăng, niềm tin kinh doanh ở Trung Quốc gần như ở mức thấp nhất. Chính phủ của Tập Cận Bình cố gắng vực dậy mức tăng trưởng kinh tế đã giảm xuống 3% vào năm ngoái. Đang cố gắng khuyến khích các công ty nước ngoài đầu tư và mang công nghệ vào, nhưng họ không yên tâm về các quy tắc bảo mật và kế hoạch tạo ra đối thủ cạnh tranh với các nhà cung cấp chip máy tính, máy bay thương mại và công nghệ khác trên toàn cầu. Điều đó thường liên quan đến các khoản trợ cấp và rào cản thị trường mà Washington và Liên minh châu Âu cho là vi phạm các cam kết thương mại tự do của Bắc Kinh. 2/3 trong số 570 công ty trả lời cuộc khảo sát của phòng châu Âu cho biết hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc trở nên khó khăn hơn, tăng chưa đầy một nửa so với trước đại dịch. Ví dụ như mới đây, cảnh sát Trung Quốc đột kích vào văn phòng của hai công ty tư vấn bí ẩn mà không có lời giải thích công khai, hoặc chính phủ Trung Quốc đã cấm sử dụng các sản phẩm từ nhà sản xuất chip lớn nhất của Mỹ, Microsoft, trong các máy tính xử lý thông tin nhạy cảm. Phía Trung Quốc cho biết Microsoft có lỗi bảo mật không xác định nhưng không đưa ra lời giải thích. Nguyên nhân thứ 7, đó là sự lo ngại về vấn nạn ăn cắp chất xám của Trung Quốc. Hiện nay có hàng trăm nghìn kỹ sư khoa học gia người Trung Quốc trong hàng chục nghìn công ty trên đất Mỹ và trên đất Trung Quốc, thì không thể có một cơ quan an ninh nào có thể ngăn chặn được các vụ chiếm đoạt sản phẩm trí tuệ hợp pháp và bất hợp pháp. Trong khi đó, các công ty nước ngoài ở Trung Quốc sản xuất, việc công nghệ bị đánh cắp ra ngoài là không thể bàn cãi, khi mà hàng loạt các sản phẩm nhái copy giống y hệt, chỉ thay bằng nhãn hiệu hoặc đánh tráo khái niệm là có thể tạo ra một sản phẩm mới và đăng ký bản quyền ngay sau đó.
các công ty nước ngoài sẽ bị lép vế về cạnh tranh bởi sản phẩm nhái thì thường là rẻ hơn chính hãng. Sự ác cảm của nhà đầu tư đối với Trung Quốc đã gia tăng năm 2023. Sau sự phục hồi kinh tế đang chững lại vì Covid, sự thất vọng vì không có phản ứng chính sách mạnh mẽ và căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng về thương mại, công nghệ và địa chính trị. Một số tiền đang được chuyển vào thị trường được hưởng lợi trực tiếp từ nỗi đau kinh tế của Trung Quốc, thay thế nó trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Các nhà đầu tư khác chỉ đơn giản là chuyển sang các thị trường có triển vọng tăng trưởng tốt hơn, trong đó có Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là, vì sao các doanh nghiệp nước ngoài từ bỏ Trung Quốc chạy sang Việt Nam? Như chúng ta đã biết, Việt Nam, Mexico và Ấn Độ là ba quốc gia có chi phí lương công nhân thấp nhất trong vòng 13 nước được nghiên cứu. Không khó để nhận thấy sự dịch chuyển của các công ty nước ngoài Trung Quốc về với ba quốc gia này bởi các yếu tố thuận lợi như sau. Đầu tiên là về vị trí và địa lý Việt Nam nằm ngay sát Trung Quốc. Điều này giúp cho chi phí dịch chuyển công ty đỡ tốn nhiều chi phí hơn. Ngoài ra, Việt Nam lại là cửa ngõ của Đông Nam Á. Đây là vấn đề mấu chốt. Việt Nam với đường bờ biển dài thuận tiện cho việc giao thương. Chưa kể đến, Việt Nam nằm gần giao lộ vận tải biển quốc tế, nơi gần nhất cách 1 giờ tàu thủy thuận tiện đi lại. Vị trí địa lý, chiến lược là một điều quan trọng để hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ hai là phải kể đến chi phí lao động rẻ bằng 1/2 so với thị trường. Thứ ba là thị trường nội địa tiềm năng. Việt Nam có thị trường nội địa tiềm năng với dân số hơn 99 triệu người. Điều này các doanh nghiệp nước ngoài có thể tiếp cận thị trường nội địa Việt Nam và tăng doanh thu. Tiếp theo, chính phủ có nhiều chính sách ưu đãi về mặt thuế, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu tiên và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm tiếp theo. Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, công nghệ chế biến, chế tạo, nông nghiệp, du lịch, giáo dục và y tế. Miễn thuế nhập khẩu đối với các máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu nhập khẩu để phục vụ cho dự án đầu tư, giảm tiền thuế đất, tiền sử dụng đất, hỗ trợ đào tạo nhân lực. Các ưu đãi như hỗ trợ xúc tiến thương mại, hỗ trợ tài chính. Tính đến tháng 4 năm 2023, Việt Nam đã thu hút được 446 tỷ đô vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có gần 280 tỷ đô đã được giải ngân. Vậy Việt Nam chúng ta đã làm gì để có thể tận dụng được làn sóng này? Về cơ sở hạ tầng thì vào năm ngoái, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã công bố kế hoạch tổng thể đến năm 2030 trị giá 43 cho đến 65 tỷ đô để nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không. Trong giai đoạn 2021-2030 về nâng cao chất lượng, năng lực thì chính phủ ban hành chiến lược phát triển khoa học công nghệ đến năm 2030. Trong đó có việc tiếp thu, làm chủ và phát triển công nghệ sản xuất thiết bị phụ trợ cơ bản trong tự động hóa công nghệ robot, dây chuyền sản xuất tự động và công cuộc đốt lò, tìm ra những con sâu tham nhũng, tránh thất thoát tiền của nhân dân và tạo ra môi trường trong sạch, tin tưởng đối với nhà đầu tư nước ngoài.